Thưa quý vị, sáng nay, Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao giải sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024. Hai sự kiện lịch sử quan trọng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã mang đến nguồn cảm hứng, thu hút đông đảo họa sĩ tham gia, sáng tác tranh cổ động. Được biết, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn phát động từ tháng 10 năm 2023. Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm và tuyển chọn 70 tranh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó có 16 giải thưởng. Tác phẩm thể hiện rõ nội dung tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật thông qua ngôn ngữ và hình ảnh, màu sắc với đặc thù tranh cổ động, truyền tải, làm sâu sắc thêm ý nghĩa, tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.